À, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh youtube Lý Việt Gamer của mình Thì hôm nay mình làm cái video này các bạn cũng cho các bạn biết một chút về vợ của Nicolas các bạn Đó là tiến sĩ Sefan đúng không các bạn Đây à. rất là, Người này rất là giỏi đúng không các à? bạn Đó một số hình ảnh rất là tuyệt vời Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về một chút cái về C fan nha các bạn nha. Nicolas Kokalis, người sáng lập b Network, chắc hẳn rất quen thuộc với mọi người. Nicolas chịu trách nhiệm chính về mặt kỹ thuật. Trên thực tế, b Network có 3 người sáng lập chính ngoài Nicolas. Tất cả họ đều là người sáng lập b Network, nhưng họ có các bộ phận lao động khác nhau và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng. Và trong ba người nổi bật này chính là bác sĩ thẩm mỹ người Trung Quốc Fan Chân Dao. Cô ấy không chỉ là vợ của Nicolas mà còn là một trong những người sáng lập B Network. Tên tiếng Anh là Chen Dao Fan, còn được dịch là C Fan. Cô sinh ra ở An Sinh, Wu Chu, China và cô đã tốt nghiệp Đại học Dân chủ Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã không chọn công việc của mình và ra nước ngoài để học thêm. Những nỗ lực của cô đã được đền đáp vào vào năm 2014. Tiến sĩ Phan có bằng tiến sĩ đại học Stanford và cô ấy có bằng tiến sĩ nhân học tại đại học Stanford và hướng nghiên cứu của cô ấy là tương tác giữa con người với máy tính và điện toán xã hội. Vì vậy cô ấy đã chuyên tâm vào hành vi con người và các nhóm người có lẽ chính vì nền tảng học vấn của mình mà cô ấy đã có thể tạo nên tạo nền tảng vững chắc để cô ấy có thể tham gia vào dự án B Network trong tương lai tiến sĩ fan tập trung vào tương tác giữa con người với máy tính và tính toán xã hội tại đại học stanford cô ấy nói một cách đơn giản cách cô ấy sử dụng công nghệ để có tác động tích cực đến hành vi của con người và xã hội ngay cả luận án của cô ấy cũng là một nghiên cứu chuyên nghiệp tiến sĩ trái fan phải Priscilla Chen là vợ Mark uh, Zuckerberg tức là vợ của Mark uh, Zuckerberg là người sáng lập Facebook đó các bạn bên bên phải đây ha xe fan đây con này là vợ của à, uh, Mark Vào tháng 2 năm 2017, một bài báo nghiên cứu có tiêu đề Trung tâm sáng lập tạo điều kiện tiếp cận vốn xã hội tập thể đã được xuất bản với sự tham gia của Nicholas Kokalic, Thomas Rayer, Michael S. Bernstein và những người khác. Vào tháng 2 năm 2017, với sự cộng tác của Nicholas Kokalic, John Annie Roy, Scott Klemmer và những người khác họ đã xuất bản một bài báo nghiên cứu có tựa đề là Marriott Hub hiệu quả mở rộng các cuộc trò chuyện qua email được cá nhân hóa với Valet Rao Suksin. Luận án của anh chủ yếu bao gồm thiết kế hệ thống phần mềm để tăng năng suất, mở rộng phạm vi, giao tiếp xã hội và phát triển vốn xã hội chưa được khai thác cho con người. Và kết quả nghiên cứu của Fan Chen Dao không chỉ thuộc về Đại học Stanford mà còn của Đại học Palo Alto. Phan Chendao từng nói, điều làm tôi phấn khích là công nghệ blockchain kết hợp giữa phân quyền và các công cụ kinh tế. Công nghệ tuyệt vời này có thể huy động các cá nhân trên khắp thế giới tham gia và được khen thưởng cho những đóng góp của họ. Cũng giống như Internet đã mang, mang thế giới đến gần hơn thông qua trao đổi thông tin. Các trao đổi blockchain và tiền điện tử đã cho phép mọi người cộng tác chặt chẽ hơn và thường xuyên hơn với các trao đổi giá trị. Tôi tin rằng tiềm năng của họ vượt xa tài chính, tạo ra giá trị không được tạo ra hoặc nắm bắt ở cấp độ cá nhân, xã hội và toàn cầu. Hy vọng của tôi đối với Bi là xây dựng một nền kinh tế bao trùm nơi các công dân toàn cầu có thể mở khóa và nắm quyền sở hữu giá trị của họ, tạo ra giá trị cho xã hội và thế giới. Tôi là một nhà khoa học và kỹ sư nổi nói tiếng Anh và tiếng Trung. Fan Chân Dao đã không dành riêng cho việc tạo ra Bee Network ngay từ đầu. Cô cũng thành lập một công ty khởi nghiệp đã xây dựng một nền tảng tạo email có thể mở rộng các cuộc trò chuyện thông qua nguồn cung ứng cộng đồng. Có lẽ chính nhờ tinh thần kinh doanh này mà cô ấy đã nhìn ra giá trị của số bi. Vì vậy, bà nói hy vọng của bà đối với Bee là tạo ra giá trị cho xã hội và thế giới bằng cách tạo ra các hệ thống kinh tế bao trùm nơi công dân toàn cầu có thể giải phóng và nắm bắt các giá trị của họ. Điều làm to vấn kích về công nghệ blockchain là sự hội tụ của phân quyền và các công cụ kinh tế. Nó cho phép mọi người trên khắp thế giới tham gia và được khen thưởng cho những đóng góp của họ. Sự trao đổi giá trị này cho phép hợp tác chặt chẽ hơn và thường xuyên hơn. Hy vọng của tôi đối với B-Network là xây dựng một nền kinh tế bao trùm. nơi các công dân toàn cầu có thể phóng và nắm bắt các giá trị của mình để tạo ra giá trị xã hội và thế giới. Đây là tiến sĩ. Đây là lý do tại sao Fan Chan Dao bị ám ảnh bởi công nghệ blockchain. Fan Chan Dao đã từng trả lời một câu hỏi được đặt ra bởi và cho một người bạn trên Discord. Chrome không được xây dựng trong một ngày. Việc xây dựng một loại tiền điện tử thành công không chỉ liên quan đến những thách thức kỹ thuật mà còn cả những thách thức trong việc xây dựng một nền kinh tế và cộng đồng sống trên đó. Nó đến từ những người tham gia trao đổi giá trị. Hiện chúng tôi đang ở giai đoạn đầu tuyên và thu hút nhiều hơn để đạt được sự đồng thuận và sau đó xây dựng các ứng dụng kinh tế và cộng đồng cho nó. Đây là một dự án dài hạn và nếu bạn xây dựng một loại tiền mã hóa cho một cuộc trò chuyện trống rỗng và ngay lập tức niêm yết nó trên một sàn giao dịch, bạn sẽ không thể đạt được giá trị đồng thuận. Đoạn văn này của cô ấy cho thấy cả hướng đi và tầm nhìn của Bi đó là một dự án tuyệt vời và một công việc to lớn. Vì vậy, con đường sáng sủa nhưng cũng có nhiều khúc quanh. Chồng của tiến sĩ Phan Nicholas Kokalit là một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ về khoa học máy tính tại Đại học Stanford, làm việc trong lĩnh vực máy tính xã hội. Quy trình thiết kế các ứng dụng phi tập trung blockchain Chính xác là những gì Nicholas đã dạy. Mọi thứ đều là may rủi và mọi thứ đều là duyên số. Những con người vĩ đại luôn thu hút lẫn nhau, thúc đẩy lẫn nhau và cùng đạt được thành tựu. Suy nghĩ quyết định lối ra và bố cục quyết định kết quả. Những phát triển của B-Network chắc chắn sẽ mở đầu cho cuộc cải cách tiền tệ giống như tầm nhìn ban đầu của họ. B-Network cũng sẽ thâm nhập vào hành hàng nghìn hộ gia đình giống như Internet, trở thành đơn vị tiền tệ được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của mọi người. Ok bài viết này mình đã sưu à, tầm được cho các bạn xem để các bạn hiểu được qua cách nhìn bi network của tiến sĩ fan C. fan thì như thế nào rất là tuyệt vời đúng không các bạn là một trong những người sáng lập ra bi à, thì có cách nhìn về bi như vậy rất là tuyệt vời cho nên là các bạn hãy nắm giữ chặt bi nha mình hy vọng là tất cả các bạn đều giữ chặt bi và nhờ đó mà các bạn sẽ có giá, sẽ sẽ được giàu có trong tương lai nha và nhắc lại bi là một dự án dài hạn chính là người sáng lập đã nói như vậy rồi thì các bạn cũng không có cái gì phải là quá là quá là mong muốn nó mà để xả giống như các cái coi khác nha nó là tiền tệ mà các bạn và tiền tệ này thì uh, tiến sĩ đã rất là mong muốn nó sẽ lan lỗi vào trong từng nhà từng nhà một chứ không chỉ là 33 35 triệu người hiện bây giờ đâu mà là các uh, hàng tỷ người trên thế giới đều sử dụng bi ha yeah. rồi thì hy vọng thông tin này sẽ rất hữu ích cho các bạn nha và nếu các bạn có câu hỏi gì có thể bình luận dưới video. Ha. Và hãy bình luận một cách lịch sự nha các bạn nhé. Rồi, còn bạn nào chưa đăng ký bi hãy vào mô tả video đăng ký đi các bạn. Mã thiệu của mình vẫn là Picasso nha. Và hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của mình. Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để khi mình có thông tin mới mình cung cấp thì các bạn kịp thời theo dõi nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại lần sau.